Chương trình chiều hôm nay thì là một chương trình khởi nghiệp. Đối với các bạn sinh viên, khi các bạn đến tham gia chương trình này thì các bạn sẽ được giao lưu học hỏi, được chia sẻ những kinh nghiệm cần thiết trong cuộc sống của mình. Và khi đến với chương trình hôm nay thì em nghĩ là Trung Nguyên sẽ mang đến cho chúng em nhiều bài học bổ ích và nhiều kinh nghiệm khác nhau trong cuộc sống. Hội trường ngày hôm nay để tham gia chương trình giao lưu với chủ đề trải nghiệm từ ý tưởng đến thực tế. Và thưa các diễn giả, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là về khởi nghiệp từ ý tưởng đến thực tế. Tuy nhiên là quốc bạn muốn thống nhất với các vị khách mời cũng như các bạn sinh viên có mặt tại hội trường ngày hôm nay về khái niệm khởi nghiệp. Khởi nghiệp không đơn thuần là mở một công ty, doanh nghiệp kinh doanh, mà khởi nghiệp là sự đầu tư đem lại một cái lợi ích thiết thực cho bản thân, xã hội và giúp kiến quốc. Các vị khách mời có đồng ý không ạ? Các bạn sinh viên có đồng ý không ạ? Đây chúng ta hãy cho một tràng pháo tay cho ba vị diễn giả ngày hôm nay. Nói là khởi nghiệp thì bây giờ có kinh nghiệm hay không? Thực ra tôi đã khởi nghiệp từ cái tây ba mấy năm và cái thời điểm tôi ngồi với các bạn. Người ta khởi nghiệp đúng không phải xây một cái nhà máy, không phải xây một làm cửa hàng hay là tạo ra một hệ thống dịch vụ, mà người ta nên bắt đầu khởi nghiệp từ cái core value, tức là chúng ta chuẩn bị cái gì cho sự nghiệp của chúng ta về lâu dài. Tôi đang làm tốt nhất cái core value của tôi, tốt nhất cái năng lực lõi của tôi. Từ trước đến giờ tôi nói tôi chỉ làm truyền thông, và từ đó nó dẫn dắt tôi, nó lan tỏa cho tôi những năng lực, tôi trở thành một trong những voice talent hàng đầu ở Việt Nam. Tất cả những cái giai đoạn mình đi qua nó đều giống như là một con đường mà mình tự mày mò, xong rồi mình tự cố gắng, và mình thấy cái điều duy nhất mà mình tốt nhất là tới giờ làm được đó, có nghĩa là biết không sợ xuống. Từ tất cả những cái khó khăn, cứ ai mà càng nói không làm được đâu thì mình cứ càng làm, không làm được đâu, không có biết đường đâu thì mình cứ càng đi, thì không biết sao đi, một hồi nó tới. Thì hạnh phúc nhất là bây giờ được làm ở đài truyền hình cùng với các anh chị người dẫn chương trình mà mình rất là mê mẩn ngày xưa. Người muốn khởi nghiệp, việc đầu tiên phải có tri thức và thứ hai có đạo đức. Trong đó yếu tố ăn nói lưu loát, khả năng diễn thuyết diễn đạt càng xuất sắc thì các bạn đi đến thành công càng nhanh hơn. So this is, I think, you know, there are a number of reasons why reputation is important. I think it's particularly important for startups, precisely because you do not have any money, or very little. So if you don't have money, then what do you have? Not a lot. You have a product, maybe. But you start building your reputation there and then, and you do it carefully. You know, everything you do, the way you pick up the phone, the way you answer email, the way you... This is all helps build your reputation. Every crumb of contact with the outside world or with your own employees impacts the way they perceive you. Thật sự mà nói đối với Hoàng Anh thì Sách là một người bạn rất thông minh. Bất kể khi nào tâm các bạn không ổn, hãy đọc một cuốn sách. Một cuốn sách mà mang lại cho mình những cảm xúc thật là tuyệt vời, những cảm xúc tích cực. Bởi vì khi mà tâm ổn thì đời mới ổn được. Cho nên là chúc các bạn sẽ tìm được những cuốn sách gối đầu giường và những người bạn thân thiết với mình. And I think this is one of the things that I think, this is one of the ways I try to approach reading, is I think it's very easy for us, particularly as we get older, to get stuck into a kind of line of reading. You know, maybe we start out and we read Choi Trey, and then we think, oh, we agree with Choi Trey, so we keep reading Choi Trey, for example. Or maybe for me it's the BBC. This is the case of many middle-aged people in the UK. They like to read the BBC, you know, watch the BBC because it's very objective and it's very professional and all the rest of it. But actually, the important thing is to challenge themselves and to listen to other points of view and to keep an open mind. And to read things
that you might not expect to read or want to read, because they are going to challenge your way of thinking. And that's why I read. Ngày hôm nay đó là cuốn sách có tựa đề Quốc gia khởi nghiệp. Tên tiếng Anh của nó là Startup Nation. Đây là câu chuyện về nền kinh tế thời kỳ Israel. Và những tinh thần đã làm nên sự vĩ đại của dân tộc Do Thái chính là nhờ mỗi công dân, họ đều đã biết được cái sứ mạng về người được chọn của mình. Và họ luôn có một cái tinh thần sáng tạo, chiến binh và kinh tài. Đây chính là quyển sách mà tất cả những bạn sinh viên ngày tham gia ngày hôm nay chúng ta đều đã nhận được. Hành trình lập chí vĩ đại khởi nghiệp Kiến Quốc là một hành trình mà tôi nghĩ rằng nó đang lan tỏa rất nhanh. Sự thật là chúng ta có một cơ hội để tiếp cận với tâm tư tình cảm của một lớp trẻ đang tìm đường đi. Và hành trình này đã giúp cho các bạn trẻ nhận ra được con đường của mình đi. Nó theo một cái thứ tự tốt thông qua những cái tác phẩm trong tủ sách Nền tảng đổi đời. Và đó cũng chính là lý do tại sao tôi rất thích tham gia những cái chương trình để chia sẻ với các bạn, với một ý nghĩa là đó chính là nơi để mình có thể chia sẻ và nhận cảm hứng từ những người trẻ dành cho mình. Các bạn có ý tưởng thì các bạn hãy thử thách thực tiễn. Quan trọng là các bạn dám nghĩ, dám làm thì từ đó thì càng ngày nó càng gần với thực tế hơn và càng ngày nó càng hiệu quả hơn. Thì chắc chắn là với cái chí mà cầu tiến và cái lòng dũng cảm, cái niềm tin và sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của mình mỗi ngày thì chắc chắn là các bạn sẽ thành công. Và Hoàng Anh chúc là các bạn sẽ tìm được ý tưởng của mình cũng như sẽ có đủ sức mạnh để mang ý tưởng đó đến thực tế và thật sự thành công với ước mơ của mình. So I think the journey is a fantastic program and that's why I'm very pleased to be here today to be able to support it and help it. Actually, I believe that this kind of program is, you know, incredibly valuable, and I think there are many things that other companies can learn from it, actually. The ability to provide real value to students' lives, to give them the tools that enable them to go out and to live their lives, to set up businesses, to service in different ways their local communities and their families is fundamental to any country and its existence. It strikes me that, you know, having, I believe you've given away 2 million books. That's an amazing quantity, and I think it's clearly done enormous things. And I think this is, as I said, I think many companies can learn from this kind of program. Mình rất là ấn tượng với hành trình lập chí vĩ đại và khởi nghiệp Kiến Quốc cho thanh niên Việt của tập đoàn Trung Nguyên, và mình thấy đây là một hành trình vô cùng ý nghĩa. Không chỉ đối với các bạn sinh viên mà đối với những người đã đi làm rồi, và nó mang lại một cái cảm hứng, một cái nguồn động lực rất nhiều cho mỗi người trong cái quá trình mà tạo lập cái sự nghiệp cho bản thân, tích lũy kiến thức và góp một cái phần công sức nào đó để xây dựng đất nước. Trong năm 2017, với tên gọi Hành trình lập chí vĩ đại, khởi nghiệp Kiến Quốc cho thanh niên Việt, hành trình sẽ tiếp tục được diễn ra tại khối quân đội, đi qua 30 trục và 7 quân khu. Đồng thời, hành trình sẽ đến với sinh viên của hơn 100 trường đại học cao đẳng trên cả nước, dự kiến sẽ trao tặng 2,8 triệu cuốn sách cho các cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, Trung Nguyên sẽ tổ chức các hoạt động trao tặng sách cho các thư viện cộng đồng tại tất cả các địa phương, tổ chức các chương trình giao lưu truyền cảm hứng khởi nghiệp tại các không gian Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên Family,